Xin chào tất cả các con. Cô tên là Phạm Thị Phúc, giáo viên của trường Mầm non Tân Lập. Các con biết không, cô Phúc rất là vui được đồng hành cùng các bạn trong chương trình Vui cùng chữ cái lần này. Vậy để tham gia chương trình lần này, các con sẽ cùng cô trải qua 3 phần chơi. Phần chơi thứ nhất, bé biết gì về chữ cái. Phần chơi thứ hai, vòng xoay kỳ diệu. Phần chơi thứ ba, nghe tiếng tìm âm. Vậy các bạn có muốn cùng cô tham gia chương trình lần này chưa? Các con ơi, vừa rồi các con đã cùng cô hát bài hát gì nào? À đúng rồi, đó là bài hát về các chữ cái đó các con. Cô thấy các bạn hát rất là giỏi. Vậy bây giờ các con đã sẵn sàng cùng cô tham gia các phần chơi chưa? À bây giờ cô mời các con cùng đến với phần chơi đầu tiên. Phần chơi mang tên Bé với chữ cái. Ở phần chơi này, các con chú ý quan sát lên trên màn hình xem cô Phúc sẽ mang đến điều gì bất ngờ cho các bạn nha. À, một bức tranh rất là đẹp về một bạn gái phải không nào? Và bên dưới bức tranh có từ bạn gái mặc áo ấm. Các con cùng đọc lại với cô nào. Bạn gái mặc áo ấm. Và bây giờ các con cùng quan sát lên trên màn hình xem cô Phúc sẽ ghép những chữ cái rời và xem các bạn giống có những từ trong bức tranh vừa rồi không nha. Rồi, cô đã ghép xong rồi đó các con. Các con cùng đọc lại với cô nhé. Bạn gái mặc áo ấm. Các bạn đọc lại một lần nữa nhé. Bạn gái mặc áo ấm. Các bạn đọc rất là giỏi vậy không nào? Vậy trong từ bạn gái mặc áo ấm thì có chữ cái nào các con đã được học? Nếu các con nói đúng thì chữ cái đó sẽ bay lên đó. 1, 2, 3. Đó là chữ gì? À đúng rồi, đó là chữ O phải không nào? Vì học trước các con đã được làm quen rồi. Và ở đây cô còn những chữ cái màu đỏ nè, chữ cái màu đen. Trong giờ học này, cô sẽ cho các con làm quen với nhóm chữ cái màu đỏ. Còn nhóm chữ cái màu đen thì cô hẹn các bạn vào một dịp khác nhé. Và chữ cái màu đỏ đó là chữ gì nhỉ? Các con cùng chú ý quan sát nào. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng với các bạn, đó là nhóm chữ cái A, Á và Ớ. Nhưng mỗi chữ cái có những đặc điểm khác nhau. Vậy bây giờ chúng ta cùng quan sát xem là chữ cái nào sẽ đến với các bạn đầu tiên nhé. Đây là chữ gì? À đúng rồi, đây là chữ A. Các bạn đang chú ý lắng nghe cô phát âm nhé. Chữ A, A, A. Và cô mời các con phát âm lại cùng cô. Chữ A, A, A. Các bạn phát âm rất là giỏi. Vậy bạn nào cho cô biết chữ A có cấu tạo như thế nào? À đúng rồi, chữ A sẽ có một nét cong tròn khép kín nè và một nét sổ thẳng phía bên phải được gọi là chữ A. Ở đây cô có chữ A in thường nè và chữ A viết thường. Vậy bạn nào cho cô biết A in thường và chữ A viết thường có đặc điểm nào giống và khác nhau? À giống nhau là cùng cách đọc đó các con, nhưng khác nhau về cách viết. Chữ A in thường thì nét đậm hơn, to hơn. Còn chữ A viết thường nét thanh mảnh hơn đó các con. Và chữ cái tiếp theo đó là chữ cái gì nhỉ? Các bạn cùng hô thật to nào. 1, 2, 3. À đây là chữ Á đó các con. Các con lắng nghe cô phát âm nhé. Chữ Á, Á, Á. Cô mời các con cùng phát âm lại với cô nào. Chữ Á, Á, Á. Đúng rồi, đây là chữ Á. Vậy chữ Á có cấu tạo như thế nào vậy các con? Chữ Á gồm có 3 nét đó các con. Một nét cong tròn khép kín, một nét sổ thẳng phía bên phải và có một nét móc ngược để làm mũ đó các con. Ở đây cô có chữ gì đây? Chữ Á in thường. Và đây là chữ Á viết thường. Các con cho cô biết chữ Á in thường và chữ Á viết thường có giống nhau điểm gì? À giống nhau cùng cách đọc, còn khác nhau về cách viết. Nét chữ Á in thường thì đậm hơn, to hơn. Còn chữ Á viết thường, nét sẽ thanh, mạnh hơn đó các con. Và cô muốn giới thiệu với các con một chữ cái nữa. Đó là chữ gì nhỉ? À đúng rồi, đây là chữ Ớ. Các con có nghe cô phát âm nhé. Chữ Ớ, Ớ, Ớ. Các con cùng phát âm lại với cô nào. Chữ Ớ, Ớ, Ớ. Đúng rồi, các bạn phát âm rất là giỏi. Vậy bạn nào cho cô biết chữ Ớ có cấu tạo như thế nào? À, chữ Ớ gồm có 3 nét. Nét đầu tiên là nét cong tròn khép kín. Nét thứ hai là nét sổ thẳng phía bên phải. Nét thứ ba là nét mũ đội xuôi. Đó là chữ Ớ đó các con.
Ở đây cô có chữ gì đây? Chữ ớ in thường và chữ ớ viết thường. Vậy chữ ớ in thường và chữ ớ viết thường giống nhau ở điểm gì? À đúng rồi, giống nhau về cách đọc, còn khác nhau về cách viết. Chữ ớ in thường thì nét to, đậm hơn. Chữ ớ viết thường thì nét thanh, mạnh hơn đó các con. Vừa rồi cô Phúc đã giới thiệu với các con ba chữ cái, đó là chữ gì nhỉ? À đúng rồi, chữ A, chữ Á và chữ ớ. Vậy các con cho cô biết ba chữ cái này có đặc điểm nào giống và khác nhau? À giống nhau có cùng một nét cong tròn khép kín nè, và một nét sổ thẳng phía bên phải. Còn khác nhau ở điểm nào? Khác nhau về cách phát âm và cách viết thì chữ Á có mũ đội ngược, còn chữ ớ thì có mũ đội xuôi đó các con. Vừa rồi các con đã cùng cô làm quen ba chữ cái rồi vậy không nào? Vậy các con đã sẵn sàng cùng cô bước tiếp vào phần chơi tiếp theo chưa? Và bây giờ xin mời các con cùng đến với phần chơi thứ hai, phần chơi mang tên vòng xoay kỳ diệu. Ở phần chơi này, cô Phúc muốn yêu cầu các bạn khi vòng xoay mũi tên chỉ vào chữ cái nào thì các con sẽ phát âm lại chữ cái đó cùng với cô nhé. Vậy các bạn đã sẵn sàng chưa? À, bây giờ vòng xoay xin được phép bắt đầu. Cô đố các con biết vòng xoay đã chỉ mũi tên đã chỉ vào chữ cái nào đây? À đúng rồi, đây là chữ A. Các con cùng đọc lại với cô nào. Chữ A, A, A. Các bạn đọc rất là giỏi. Và cô mời các con cùng đến với vòng xoay thứ hai. Vòng xoay thứ hai được dừng lại ở chữ nào đây các con? À đó là chữ Á đó các con. Các con cùng đọc lại với cô nhé. Chữ Á, Á, Á. Một bông hoa dành cho tặng cho các bạn. Và cô mời các bạn cùng đến với vòng xoay thứ ba. À đây là chữ gì nhỉ? Đó là chữ ớ đó các con. Rồi bây giờ bạn nào có thể cùng đọc lại với cô nào. Chữ ớ, ớ, ớ. Cô thấy qua ba phần chơi vừa rồi, các bạn nhỏ của chúng ta đọc rất là giỏi, rất là xuất sắc vậy không nào? Cô sẽ tặng tặng cho các bạn mỗi bạn một bông hoa bé ngoan. Và bây giờ cô mời các con cùng bước tiếp vào phần chơi tiếp theo. Đó là phần chơi thứ ba, nghe tiếng tìm âm. Ở phần chơi này, các con chú ý lắng nghe và xem cho cô, đoán cho cô xem tiếng nào có chứa âm theo yêu cầu của cô nhé. Vậy bây giờ các bạn cùng đến với bức tranh đầu tiên. Các con lắng nghe xem bức tranh đầu tiên muốn nói gì với các bạn. Đôi tay, đôi tay. Vậy các con chờ cô biết trong tiếng đôi tay tiếng nào có âm A? À đúng rồi, đó là tiếng tay đó các con. Cô mời các con cùng đến với bức tranh thứ hai. Bức tranh thứ hai muốn nhắn nhủ với ta điều gì? Các con chú ý nhé. Đôi mắt, đôi mắt. À đúng rồi. Vậy bạn nào cho cô biết đôi trong tiếng đôi mắt tiếng nào có âm Á? À đúng rồi, đó là tiếng mắt đó các con. Các con rất là giỏi vậy không nào? Và trong bức tranh cuối cùng các con lắng nghe nhé. Đôi chân, đôi chân. Vậy trong tiếng đôi chân tiếng nào có chữ âm ớ? À rất là giỏi, đó là tiếng chân phải rồi. Trong tiếng chân có âm ớ đó các con. Vừa rồi các con đã cùng cô hoàn thành xong phần chơi thứ ba. Cô thấy các con rất là giỏi. Cô quyết định tặng mỗi bạn một bông hoa bé ngoan. Con ơi, vừa rồi các con đã cùng tham gia ba phần chơi của chương trình với cô chữ cái phải không nào? Và cô mong rằng ở nhà các bạn sẽ cùng cô học tốt các chữ cái này nhé. Và chương trình cùng chữ cái của cô đến đây là hết rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con vào chương trình lần sau. Xin chào, tạm biệt.